Dừng xe nhặt tiền gây tai nạn, chủ xe Mercedes không bắt đền mà còn tặng tiền và món quà giá trị. Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông đi xe máy đã cũ thấy tiền rớt giữa đường nên lấn sang làn dành cho xe ô tô rồi dừng đột ngột để nhặt thì bị xe Mercedes tông từ phía sau. Tuy nhiên, chủ xe ô tô không bắt đền mà còn tìm người đi xe máy để tặng xe mới khiến dân mạng hết sức cảm kích. Sự việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chiều ngày 7 tháng 3, người chủ chiếc xe Mercedes tên Huỳnh Bảo Toàn đã trao đổi với báo chí về vụ việc. Theo anh Toàn, vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa ngày 6 tháng 3, tại cầu Bình Phước 2, thuộc phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, anh Toàn lái xe Mercedes chạy trên xa lộ Hà Nội hướng cầu vượt Tân Thới Hiệp, cầu vượt Linh Xuân. Khi đi gần hết cầu Bình Phước 2 thì một người đàn ông đi xe máy chạy cùng chiều ở làn bên phải đã bất ngờ chuyển làn rồi dừng đột ngột trên cầu khiến hai xe va chạm. Rất may tôi kịp thắng nhưng người đi xe máy cũng bị té ngã nhưng không bị thương, anh Toàn cho biết. Cũng theo anh Toàn, lúc đó, người đi xe máy hết sức lo lắng. Tôi và chú ấy đã không tranh cãi, tôi khuyên chú ấy không đền nổi cái xe đâu, đợi bảo hiểm đến làm việc rồi cho đi. Tôi thấy chú ấy khổ quá cũng cho chú ít tiền về sửa xe, anh Toàn nói. Clip gây sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều bình luận là hành vi của tài xế nhân văn. Nếu xảy ra va quẹt thì nên tìm cách giải quyết ôn hòa, không nên cãi vã hay dẫn đến đánh nhau như nhiều vụ việc đã được đăng lên mạng xã hội trước đây. Anh Toàn cho biết sẽ tặng chiếc xe máy cho người đã va quẹt giao thông với mình. Lúc va quẹt xong thấy chú sợ công an tới thu xe nên tôi hỏi han, hỗ trợ chú tiền sửa xe xong thì chú và tôi rời đi. Về nghĩ lại thấy xe chú cũng cũ, sử dụng sẽ mất an toàn nên tôi đăng lên mạng xã hội để nhờ bạn bè tìm giúp liên hệ của chú và tặng chú chiếc xe tôi mua để anh em trong công ty sử dụng. Chiếc xe này không mới 100% nhưng sẽ giúp chú an toàn hơn khi đi lại. Dự kiến sáng ngày 8 tháng 3 việc tặng xe máy sẽ diễn ra. Sau va chạm thay vì trách nhau, chửi nhau thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ xử lý vụ việc. Quan trọng là cách hành xử của hai bên để có kết cục có hậu, anh Toàn chia sẻ. Trên trang Facebook cá nhân, anh Toàn cũng viết đã liên lạc được với chú và đã chuẩn bị chiếc xe xong để tặng. Chiếc xe không mới hoàn toàn, cũng vừa mới mua để anh em công ty đi và ngày mai sẽ trao cho chú. Món quà nho nhỏ dành tặng chú. Chú đã có hành động rất hay khi biết mình sai và nhận lỗi. Hy vọng đây sẽ là cái kết đẹp sau khi va chạm giao thông. Cũng theo anh Toàn, đây là hành động xuất phát từ tâm sau khi chứng kiến nét mặt lo âu, dáng người khổ sở nhưng lại thật thà của chú L.